Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Ôi, được đựng 2 con vòi. Tôi kệ. Về với tô màu xong chưa? Giỏi đi, tổng tổng tổng. Toàn 2 cái. Giỏi cái. Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh. Bây giờ mình sẽ đi tô màu 5 cái thôi. Đi bơi thích lắm, biết bơi đâu mà đấy, biết bơi đâu mà bơi. Tập gì đó, tập gì chiếu đéo cho người cả. Bây giờ mét mét bảy rồi, biết bơi xong xong ra cầu nhẹ luôn nhé, chết sớ. Chà, bị mẹ chi cần này anh. Đẩy gạch mi ở dưới tròn ha, bước nghe xứ giờ chẳng gỡ gì cả, cái người ấy chân nhảy sâu chết á, đứng thằng ấy bắt đứng ngoài nói anh đây nói đây đi mẹ bàn voi này. Đài nhiều lắm. Cô nghe đài, đài với cô. Cô tâm thờ ơ, ngàn câu ca sao nghe hướng hờ. Anh gọi nhi, anh nhìn sương gió vụt bay. Mình đã đi tô màu xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn.
về mình là cũng mình thấy tôi một phần bây giờ sẽ tiếp tục đi tôi mỏi xem người từ khi vừa là mình cho tôi một xong cái quần thì hè cho mình xin một like vào trong cái kênh.